Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Thông. Hiện tại Thông đang ở đối diện Trung tâm Thể dục Thể thao quận Gò Vấp, địa chỉ số 5A Nguyễn Văn Lượng, phường 16 quận Gò Vấp. Còn phía bên này là khu Cityland Park Hill, khu đô thị phức hợp với biệt thự, nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, căn hộ cùng rất nhiều tiện ích. Đây là hướng từ dưới ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng đi lên. Còn đây là hướng đường Nguyễn Văn Lượng đi về hướng ngã tư Nguyễn Oanh. Bây giờ mình bắt đầu đi vào nha. Đoạn này thì mình vừa chạy xe vừa quay nên là máy rung hơi nhiều, mong mọi người thông cảm. Mình sẽ đi gửi xe nha mọi người. Gửi xe ở đây thì 4.000 một chiếc. Gửi xe dưới tầng hầm có thẻ xe điện tử nên rất là an toàn, bảo quản xe rất là tốt. Đây là ở dưới tầng hầm gửi xe, dưới này còn có máy bán nước tự động nữa nha. Sau gần 2 năm nâng cấp và sửa chữa, Trung tâm Thể dục Thể thao quận Gò Vấp đã chính thức hoạt động vào tháng 1 năm 2021. Công trình được trùng tu và thiết kế mới hiện đại thông thoáng. Với lợi thế có khuôn viên rộng rãi, diện tích lên đến hơn 22.000m², công trình đã nâng cấp 3 khu vực chính, gồm nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá ngoài trời và khuôn viên ngoài nhà thi đấu. Đây là đường phía bên ngoài chỗ gửi xe nha mọi người. Ở đây có dàn hoa thung mai dành cho tập luyện múa lân luôn. Còn bên đây là khu dành cho bóng rổ, có rất nhiều trụ bóng rổ di động luôn, tha hồ mà chơi. Nhưng ở đây là không có bể bơi nha, vì một lần mình vào hỏi rồi, nhưng mà ở đây không có. Còn đây là sân bóng đá ngoài trời, là chỗ tập luyện rất tuyệt vời dành cho các runner. Theo mình thấy thì trong đây cũng có ít người đi bộ chạy bộ, nên mình có thể chạy thoải mái mà không cần phải tránh người. Chỉ trừ khi là bạn chạy quá nhanh. Đường chạy thì được lót bằng nhựa đường luôn, rất bằng phẳng, không sợ ổ gà hay gồ ghề gì, cũng không phải sợ tránh những vũng nước. Phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là môn chạy bộ, đang rất là phổ biến. Điều dễ nhận thấy là có rất nhiều cuộc thi chạy ở Việt Nam diễn ra trong vài năm gần đây. Chạy bộ giúp ta cải thiện tâm trạng, tăng cường trí nhớ, tốt cho tim mạch, tăng cường sức khỏe xương khớp, phát triển cơ bắp, kéo dài tuổi thọ, giúp ngủ ngon hơn, giảm cân giữ dáng, tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, giảm nguy cơ mắc đái tháo đường, giảm nguy cơ tử vong. Chạy bộ rất tốt cho sức khỏe và không cần phải đầu tư gì nhiều, chỉ cần một đôi giày thôi thì chúng ta đã có thể chạy bộ được rồi. Chạy ở bất cứ nơi nào mình đến, bất cứ nơi nào mình thích, nhưng chúng ta cần phải tập luyện nhiều. Và điều quan trọng nhất là phải biết sức khỏe mình ngang đâu, lắng nghe cơ thể mình để luyện tập một cách tốt nhất. Không nhất thiết phải chạy theo thành tích, dẫn đến tập luyện quá tải, chấn thương, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Phía bên này là khu dành cho bóng rổ hồi nãy nè. Nếu mình chạy một vòng lớn, vòng qua chỗ gửi xe và qua khu bóng rổ này á, thì một vòng khoảng 485m, gần 500m. Mình chạy hai vòng như vậy là gần 1km. Như vậy mình muốn chạy 10km thì chạy 20 vòng một ý, này là đủ. Còn một vòng quanh sân bóng đá này thôi á thì là 330m. Mình chạy 3 vòng là đủ 1km. Vậy nếu muốn chạy 10km thì chạy 30 vòng quanh sân bóng đá này là đủ. Đường giữa nha, rất là bằng phẳng, chạy rất là êm chân, không có ổ gà, gồ ghề gì hết trơn á. Người không có đông nên không cần phải tránh né gì cả, quá đã cho runner luôn. Ở đây còn có xà đơn nữa nè mọi người.
Còn đây là một đường dành riêng cho chạy bộ này mọi người, dùng để thi đấu chạy nhanh cự ly 100m. Còn phía trên kia là khán đài, mình có thể ngồi nghỉ ngơi. Bắt đầu khởi động để chạy thôi mọi người. Trước khi chạy thì mình phải khởi động kỹ, cho các khối cơ nóng lên để tránh chuột rút và chấn thương. Chơi môn thể thao nào cũng vậy, khởi động càng kỹ càng tốt nha mọi người. Còn các bài tập khởi động trước khi chạy bộ thì các bạn có thể lên mạng search, có rất nhiều video của các chuyên gia họ hướng dẫn nha mọi người. Chỉ cần search là có à. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.